Hạnh chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình Việt TV, và sau đây xin mời quý vị cùng với chúng tôi trở lại với chương trình Hội thoại cộng đồng ngày hôm nay. Có bác sĩ Phú Trương đến để mà tham gia cùng chương trình Hội thoại cộng đồng, chia sẻ với quý vị về dịch bệnh Ebola đang rất được quan tâm trên toàn thế giới. Dạ vâng, kính thưa bác sĩ, trong cái phần 1 chúng ta đã nói về cái nguyên nhân và triệu chứng của cái căn bệnh Ebola này do cái con virus Ebola nó gây ra, và cũng như là cái chết của cái người đầu tiên bị nhiễm virus Ebola tại Hoa Kỳ. Nhưng mà ông này, kính thưa quý vị, không phải là quốc tịch Hoa Kỳ. Thomas Eric Duncan là một người đến từ Liberia, và theo như tin tức cho biết đó thì ông đã không có nói với mọi người rằng trước khi mà ông sang Mỹ 4 ngày thì ông đã tiếp xúc với một phụ nữ có thai, và bà này đã bị nhiễm virus Ebola, và đó là lý do mà ông đã mang cái căn bệnh này trong người và sang đến Hoa Kỳ, và đó là cái nguyên nhân của cái triệu chứng bệnh Ebola của ông và dẫn đến cái chết của ông. Nhưng mà theo như Thiện Hạnh thấy thì hai cái người Hoa Kỳ đầu tiên mà đã được chuyển từ bên châu Phi về lại Hoa Kỳ đó, và hai người đó đã bị cái bệnh Ebola này và đã được chữa khỏi rất là may mắn. Nhưng mà sau đó thì cũng có một cái vị mục sư ở bên Tây Ban Nha thì ông cũng được cố gắng là giúp chữa, nhưng mà ông cũng không qua khỏi. Và bây giờ đến cái trường hợp của Thomas Duncan cũng không chữa khỏi. Như vậy thì cái căn bệnh này đã có thuốc chữa hay chưa có thuốc? Dạ, chưa có thuốc chữa. Nhưng mà các bác sĩ, các nhà bác học rất là đang muốn tìm cách nào để tìm ra những vaccine, những thuốc chữa, những antivirus để giúp và chữa những cái căn bệnh này. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Cái căn bệnh này chưa có thuốc chữa, kính thưa quý vị, cho nên là cái cách mà chúng ta phòng ngừa cái căn bệnh này cũng như hiểu rõ về căn bệnh Ebola này rất là cần được quan tâm trong tất cả các cộng đồng, và đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam của mình. Cho nên chương trình ngày hôm nay chúng tôi hy vọng sẽ đem đến cho quý vị những cái thông tin mà quý vị cần biết về Ebola, cũng như quý vị đã biết là cái con virus này lây lan rất là nhanh, hơn 7.100 người ở bên châu Phi và đã giết chết hơn 3.300 người bên châu Phi, và hiện nay đã lây ra cũng một vài nơi ở trên toàn thế giới rồi. Thì cái cách mà để cho chúng ta đề phòng lây nhiễm chúng ta sẽ nói sau, nhưng mà trước hết thì chúng ta muốn biết là cái căn bệnh này cũng như cái con virus Ebola này nó lây lan bằng cái cách nào, thưa bác sĩ? Thì như hồi nãy tôi đã nói là nó có thể truyền qua đường body fluid, có nghĩa là cơ thể chất lỏng của cơ thể. Thì như nước miếng, mồ hôi, máu, sữa của người mẹ, tinh khí vân vân. Dạ vâng, nếu mà chỉ qua chất lỏng có nghĩa là sẽ không truyền qua đường không khí. Vậy thì khi mà chúng ta tiếp xúc, Thiện Hạnh ví dụ chẳng hạn nói chuyện với một người, thì khi nói chuyện cái nước miếng của người ta văng vào mình thì mình có thể bị hay không? Nếu thì theo thống kê của World Health Organization thì nếu mà cái người tiếp xúc mà bị bệnh Ebola có virus trong người mà không có triệu chứng thì không có bị lây nhiễm. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Như vậy cái này rất là quan trọng, kính thưa quý vị, như bác sĩ Phú Trương mới vừa nói, đó là cho dù quý vị tiếp xúc nhưng cái người mang cái con virus Ebola trong người chưa có phát ra cái triệu chứng bệnh thì lúc đó người đó vẫn còn chưa có thể lây được cho mình. Thì cái đó là cái suy nghĩ bây giờ. Có nghĩa là người ta vẫn chưa có chắc chắn là lúc mà người bị cái con virus Ebola đó trong người chưa phát ra triệu chứng là người ta chưa chắc chắn là lúc đó người ta có thể lây hay là không thể lây, đúng không thưa bác sĩ? Dạ vâng, tại vì cái incubation time hồi nãy đã nhắc tới cái thời gian ủ bệnh. Dạ, và cái thời gian ủ bệnh là nó từ 2 ngày tới 21 ngày. Có nghĩa là tùy theo, giống như là trong cái giọt nước miếng hay là những nó có bao nhiêu con vi trùng, bao nhiêu con vi khuẩn. Thì nếu mà không có triệu chứng á, thì theo cái recommendation đó là không có thể lây được. Khó mà lây. Dạ, khó mà vâng. Lây. Như vậy thì khi mà bắt đầu những cái triệu chứng như bác sĩ nói thì cái con người mà ủ cái bệnh Ebola này sẽ bắt đầu những cái triệu chứng từ lúc nhẹ cho tới lúc mạnh. Như vậy thì lúc mà người ta bắt đầu những triệu chứng như thế nào là lúc đó có thể sẽ lây? Thì dĩ nhiên cái cách dễ nhất là ói mửa, bị tiêu chảy và bị xuất huyết.
Thì cái đó là trong cái thời gian mà trầm trọng và bệnh nhân cũng như những người thân hoặc những người xung quanh nên tránh xa. Dạ vâng, vậy Thiện Hạnh có thể hỏi bác sĩ một cái ví dụ, một người mà họ đã có những cái triệu chứng thông thường, mặc dù đó là Ebola như ông Thomas chẳng hạn, thì những cái triệu chứng như cảm cúm giống thôi, không có phải là hoàn toàn, nhưng mà người ta không có biết rằng ông về nhà ông có ói mửa, nhưng mà ông có sốt, ông có những cái triệu chứng như là sốt chẳng hạn, và có những cái triệu chứng là chảy máu. Khi mà ông tiếp xúc với mình bằng cách bắt tay, cái mồ hôi cũng là một cái chất lỏng, như vậy thì cái mồ hôi đó nó bắt tay với mình thì nó có thể nó hút vào trong cái da của mình chẳng hạn, thì mình có thể bị bệnh hay không? Thì cái đó thì hơi khó trả lời, tại vì nếu mà da của quý vị có một bị chảy máu hay là có một vết thương thì nó có thể bị dễ hơn, còn nếu mà thường thường thì không. Dạ vâng, nhưng mà để an toàn thì chắc là trong thời gian này không ai dám bắt tay vâng. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ, và đó là những cái mà chúng ta nên đề phòng, kính thưa quý vị, đó là bắt tay chẳng hạn, hoặc là bất cứ những cái hành động nào mà chúng ta có thể tiếp xúc với cái chất lỏng của cái người mà có thể bị Ebola, mà quý vị nên nhớ là khi mà cái người đó họ có những cái triệu chứng bệnh rồi thì lúc đó mới có thể lây cho quý vị. Lúc mà người ta còn khỏe mạnh thì lúc đó quý vị không khó mà có thể lây cái bệnh Ebola này. Cho nên chúng ta cũng đừng quá hoang mang và sợ hãi vì cái dịch bệnh này, mặc dù đã lây lan cho rất là nhiều người. Nhưng mà kính thưa quý vị, đề phòng vẫn là hơn hết. Vậy thưa bác sĩ, thì chúng ta đề phòng như thế nào khi mà chúng ta biết được những cái con đường lây lan như vậy? Thì cách đề phòng tốt nhất là nên rửa tay trước khi ăn uống, sau khi tiếp xúc những người có bệnh. Và nhất là nên đừng có rờ mắt, mũi và miệng nhiều, tại vì ba cái đường đó thì dễ đột nhập vô trong cơ thể dễ hơn. Dạ vâng, nếu mà nói như vậy thì khi mà cái tay của mình không bị một vết xước, nhưng mình mới bắt tay với một người chảy mồ hôi và người có triệu chứng bệnh Ebola, và mình dùng cái tay đó, mình chưa rửa, mình để vô trong mắt hoặc mũi hoặc miệng của mình, là nó có thể lọt vào trong ba cái đường đó. Nó có thể. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ với cái câu trả lời vừa rồi. Và quý vị cũng nên cẩn thận để mà chúng ta đề phòng lây nhiễm cái con virus Ebola này. Và quay lại với cái trường hợp của Thomas Duncan, kính thưa quý vị, thì khi mà ông đem cái con virus này từ Liberia qua đến Hoa Kỳ, và khi được phát hiện bệnh là khoảng 4 ngày sau thì ông mới được vào bệnh viện để mà chữa trị cho cái căn bệnh Ebola này và bắt đầu được cách ly. Thì cái loại thuốc mà người ta đặt ra cái câu hỏi là ông đã được sử dụng cái loại thuốc nào để mà chữa, và thuốc đó có phải là cùng loại với hai cái người được cứu sống ở tại Hoa Kỳ không thưa bác sĩ? Dạ thưa chị và quý vị, thì bác sĩ Bradley và bà Nancy được chữa bằng thuốc GMAP, còn ông Duncan thì không. Cái lý do là ông director của CDC, ông Tom Frieden, và bác sĩ Anthony Fauci từ NIH nói là tại vì thuốc GMAP nó limited, nó không có đủ. Cái thứ hai là cái phản ứng phụ của cái thuốc nó có thể làm bệnh nhân bị bệnh nặng hơn. Dạ vâng, nói như bác sĩ thì cái thuốc GMAP này không có có nhiều, mà khi mà dùng đó thì hai cái người là ông bác sĩ và cái bà Nancy mà được cứu sống đó, là hai người này phải nói là rất là may mắn khi mà họ qua khỏi mà không có để lại phản ứng phụ, phải không thưa bác sĩ? Phản ứng phụ thì tôi không biết, nhưng mà hai người đó có thể nói là được bình an, hoàn toàn khỏe mạnh. Hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng mà quý vị nên quý vị và chị cũng nên để ý rằng là bây giờ cũng chưa có thuốc nào mà FDA nó approve. Thì bởi vậy những cái thuốc mà nó có available để treat những patient đều là đang thử nghiệm hết. Dạ vâng, và đó là mình đang nói về cái thuốc mà chữa cái căn bệnh Ebola. Còn người ta đã có cái vaccine nào phòng ngừa cho cái căn bệnh này hay chưa? Dạ chưa. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và kính thưa quý vị, cộng đồng người Việt Nam của mình rất là đang lo sợ về cái căn bệnh này, cho nên là đôi lúc mình có những cái triệu chứng giống như là cảm cúm bình thường chẳng hạn, như là ho hoặc sốt nặng, thì
có thể quý vị đang bị cúm nặng chẳng hạn, nhưng mà mình đang sống ở trong một cái môi trường mà mình có thể là đang sợ lây lan cái virus Ebola, thì khi mình có những cái triệu chứng giống như cúm như vậy đó, thì mình phải làm điều gì đầu tiên thưa bác sĩ? Thì để ý mình đã tiếp xúc với những người nào, dạ, vâng, và những cái triệu chứng của mình, và nên gọi bác sĩ của mình để nói về những triệu chứng và sẽ được hướng dẫn chi tiết thêm. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Cộng đồng người Việt của chúng ta, đặc biệt người Việt Nam đó, thì khi mà mình bị cảm cúm bình thường đó, mình hay thường là tự uống thuốc hoặc là tự khuấy nước chanh nóng để mà uống để mà qua khỏi cái bệnh. Thì trong trường hợp nào bác sĩ nghĩ là mình nên đi đến một cái văn phòng bác sĩ để mà coi thử cái bệnh của mình là bệnh cúm hay là bệnh Ebola khi mà mình bị ói mửa, hay là khi mà mình đã bắt đầu sốt xuất huyết, có nghĩa là chảy máu hoặc là ói mửa thì mình mới đi khám? Trong cái mùa này là mùa flu, thì cái cách tốt nhất đó, những người nào có thể thì tôi recommend là đi get a flu shot, tại vì nó có nhiều cái overlap symptoms. Còn những người mà có triệu chứng, nếu mà có triệu chứng nghiêm trọng giống như là bị ói mửa, xuất huyết, mà có gặp những người hoặc tiếp xúc những người mà có những cái bệnh này như rồi, thì nên gọi health department và gọi bác sĩ, đừng có gọi bác sĩ để được hướng dẫn thêm, chứ đừng có đi mà để lan tràn cho những người khác. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị, nếu như mà trong cái trường hợp là cái mùa đông sắp đến á, thì quý vị nên đi chích cái flu shot giống như bác sĩ Phú Trương mới vừa nói. Và ngoài ra, nếu mà quý vị thấy là mình bắt đầu ói mửa hoặc có những cái triệu chứng như xuất huyết, thì chúng ta bắt buộc là phải liên lạc với một cái văn phòng bác sĩ hoặc là health department. Như vậy thì khi mà mình nghĩ là mình có Ebola thì mình phải làm gì thưa bác sĩ? Thì mình phải cầu nguyện. Nói dối thôi, nhưng mà như quý vị đã biết thì Ebola, cái tỷ lệ mà tử vong á, là từ 20-90%. Nhưng mà thường thường á, thì 50% tùy loài. Thì Ebola nó có 5 loài lận, nó có 5 species lận. Thì tùy cái loài mà mỗi người hay là mỗi bệnh nhân bị bệnh. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Kính thưa quý vị, cái căn bệnh này khi mà đã bị rồi thì như bác sĩ mới vừa nói đó là chúng ta chỉ cầu nguyện mà thôi. Và cái tỷ lệ mà để mà khỏi bệnh cũng như sống sót là 20-90%. Và hiện giờ vẫn chưa có vaccine hoặc là để phòng ngừa, và cũng chưa có thuốc để mà chữa cái căn bệnh này. Cho nên quý vị hãy quan tâm để mà chúng ta đề phòng cái căn bệnh này trước khi mà chúng ta bị nhiễm cái con virus Ebola. Thiên Hạnh rất là cảm ơn bác sĩ Phú Trương đã dành cái thời gian ngày hôm nay đến chia sẻ với quý vị những cái thông tin rất là quý về cái dịch bệnh của Ebola, cái con virus Ebola đang lan tràn khắp nơi. Và hẹn gặp lại bác sĩ trong những cái chương trình kỳ tới để giới thiệu thêm cho quý vị về sức khỏe cộng đồng của chúng ta, và đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam. Dạ, xin cảm ơn chị Hạnh và Đài Việt TV đã cho tôi cơ hội tới đây để trả lời những câu hỏi và những thắc mắc về bệnh Ebola. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều một lần nữa, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hội thoại cộng đồng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình kỳ tới. Xin thân ái kính chào.